anh Thảo dưới kia là biết cái câu chuyện này. Là ngày xưa lúc mà Vũ mới về Việt Nam để đi chơi thôi chứ chưa đi hát nữa, thì anh Đàm Vĩnh Hưng thường hay đi lưu diễn rất là nhiều nơi, nhất là ở châu Âu. Thì lúc đó thì bố mẹ Vũ ở đây nè, không có cho con đi chơi xa, nhất là về Việt Nam hoặc là đi châu Âu. Cho nên lúc đó Vũ phải lấy một cái tên giả để mà giấu mọi người, cho mọi người không biết mình là ai. Cho nên ngay lúc đó thì anh Hưng đã hỏi em là tin muốn lấy cái tên nào. Thì lúc đó em rất là thần tượng và rất là yêu anh, yêu thích giọng hát của anh Quang Dũng cũng như là cách sống của anh. Cho nên là Vũ đã nói với anh Hưng là thôi kêu tin bằng Dũng đi. Và Thanh Thảo là người mà gọi Dũng gần mấy tháng đúng không? Thảo đứng lên cho mọi người xác nhận một điều coi, cái câu chuyện này có thật không ạ? Không, nhưng mà xí em nghe nó hơi khác một tí. Em nghe là chị Thảo là người chủ động lần đầu tiên là gọi anh Vũ là Dũng. Không biết là lúc đó là trong cơn say nhầm lẫn hay như thế nào mà tự dưng là gọi là Dũng luôn đúng không? Không confirm. Kính thưa quý vị, Vũ rất rất hân hạnh và rất hạnh diện khi có người anh mà mình yêu thương như thế này xuất hiện trong cái live show của Vũ. Hello con. Dễ thương quá. Cảm ơn con trai. Đồng ý xuất hiện trong cái live show yên nguyện của Vũ lần này. Em xin gửi lời biết ơn đến anh Dũng và hy vọng là những cái sự âm nhạc mà em mang lại tối nay không làm anh thất vọng, và hy vọng anh sẽ có những cái giây phút thật thăng hoa trên sân khấu nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Vũ vô thay đồ tiếp nha. Xin dừng một trong các nội dung. Khoan, anh Vũ ơi, nán lại một tí. Tại vì là còn một câu chuyện nữa. Anh nói về anh Dũng rồi, nhưng mà Jenny có một cái kỷ niệm lần đầu tiên mà Jenny thấy Dương Triệu Vũ xuất hiện trên sân khấu. Lúc đấy là anh Vũ chỉ mới bắt đầu vào con đường ca hát của mình thôi. Và lúc đó thì anh Quang Dũng cũng diễn trong chương trình đó. Và ở dưới nhìn lên sân khấu thì anh Quang Dũng không nhớ nhận xét lúc đó anh Quang Dũng cụ thể là gì, nhưng đại khái là khen anh Dương Triệu Vũ sẽ rất tỏa sáng trong tương lai. Và anh Quang Dũng là một người anh đã đi trước và đã chứng kiến một chặng đường âm nhạc của anh Dương Triệu Vũ. Không biết rằng nhân dịp ngày hôm nay live show của anh Dương Triệu Vũ, anh có thể chia sẻ một vài lời được không ạ? Cảm ơn em. Phải nói là đến hôm nay thì Dương Triệu Vũ đã thành một thương hiệu lớn. Tất cả những live show mà Dương Triệu Vũ thực hiện ở mọi nơi trên Việt Nam cũng như tại hải ngoại thì đã là một thương hiệu. Thì tất cả những chương trình mà Dương Triệu Vũ đã thực hiện thì được rất là đông đảo khán giả khắp mọi nơi yêu mến, và xin được chúc mừng cái thương hiệu của Dương Triệu Vũ không những là ở đây mà sắp tới còn những nơi trên đất nước Việt Nam thì nó đẹp nhất. Thì Dương Triệu Vũ thực hiện những cái live show của mình vậy. Cảm ơn rất nhiều. Thank you anh. Xin chào quý vị nha. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn anh Dương Triệu Vũ. Bao nhiêu năm mà vẫn hai đứa vẫn xứng đôi à? Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì cho thêm một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Em cảm ơn quý vị, cảm ơn anh. Chị Thảo à? Và sau đây xin được gửi đến chương trình cũng như là chương trình tặng em một bài hát cũng rất là quen thuộc của một người bạn của mình, đó là nhạc sĩ Việt Anh.